bánh xèo. Bà con ta biết bánh xèo hết phải không bà con? Bánh xèo thì nó cũng bình dân, chỗ nào cũng có bán, trong hẻm ngoài hẻm, đường phố đều có bán bánh xèo, nhiều lắm, ở quán nó bán rất là nhiều. Nhưng mà ăn thì ăn nó tốt cho sức khỏe chứ không. Nhưng mà những người thế này, những cái bệnh thế này, vui lòng đừng ăn bánh xèo mà nó nguy hại cho sức khỏe và bệnh của mình lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi. Đó là những người bị tim mạch, đột quỵ, giảm cân, béo phì, bà bầu, tiểu đường, hệ tiêu hóa. Trẻ em là từ 15 trở xuống là không ăn bánh xèo. Từ 15 tuổi trở xuống là không ăn bánh xèo. Ăn 2-3 cái bánh xèo thì nó sẽ tốt. Tốt một tuần chúng ta ăn một lần thì nó tốt lắm. Ăn như vậy là tốt cho tim mạch và huyết áp. Nó nguy hại cho sức khỏe, chẳng có gì tốt cho sức khỏe. Nhưng mà ta ăn thì một tuần ăn một lần, không quá 3 cái nha bà con. Kênh chúng tôi là có bà con ơi, có một ngày ra 4 video đời sống và sức khỏe. Bà con nào thấy được đăng ký để video chúng tôi là đến sớm với bà con và chia sẻ giùm để mọi người cùng nhau khỏe mạnh nha bà con. Đăng ký ủng hộ chúng tôi và chia sẻ, và đồng thời như vậy là video chúng tôi đến sớm với bà con ơi. Như vậy là bánh xèo, người ăn không được là người có tim mạch, đột quỵ, giảm cân, béo phì, bà bầu, tiểu đường, hệ tiêu hóa kém. Trẻ em từ 15 tuổi trở xuống là không ăn bánh xèo. Còn lại là nó tốt, nhưng mà không phải tốt là ăn bao nhiêu cũng được. Ăn chỉ không quá 3 cái bánh xèo một tuần. Ăn không quá 3 cái bánh xèo một tuần, ăn một lần. Ăn như vậy là nó tốt, tốt cho tim mạch, huyết áp, nó không có gì cả. Chứ còn ăn nhiều hơn thì nó nguy hại cho sức khỏe, nó chẳng có gì tốt cho sức khỏe. Một tuần ta ăn một lần, như vậy là không quá 3 cái bà con ơi. Chúc bà con ta vui, trẻ khỏe đẹp. Đăng ký giùm bà con ơi, đăng ký chia sẻ nha bà con.